Có những thứ thực sự hoàn hảo, chúng đúng như mục đích ban đầu chúng được tạo ra. Nhưng đôi khi, một câu hỏi đơn giản có thể thay đổi mọi thứ. Nếu chúng ta có thể đi xa hơn thì sao? Nếu chúng ta có thể làm nhiều hơn thì sao? Sáng tạo là một khởi đầu mới, một sự đổi mới, một cách nhìn nhận mới. Một cách tốt hơn là kết quả của việc đặt ra câu hỏi, là tham vọng muốn tái định nghĩa thế giới. Bạn bắt đầu tự hỏi làm sao chúng ta có thể chế tạo nó tốt hơn cho tương lai? Điều gì có thể đưa ra những triển vọng mới, mở ra một chân trời mới, làm nó trở nên hoàn hảo? Đây là thời điểm của một khởi đầu mới. Cải tiến về chức năng, những lợi ích sinh học tức thì, ngày nơi chúng cần nhất. Và một ngày, điều đó xảy ra. Một phép lạ, một ý tưởng mới ra đời. Bạn thấy mình đang ở bên ngoài vùng an toàn và đi vào thế giới thú vị của những triển vọng bất tận để khám phá ra một giải pháp hoàn hảo. Không có đường quay trở lại và không thể thỏa hiệp. Không có điều gì có thể ngăn cản bạn. Được thúc đẩy bởi đam mê, ý tưởng của bạn trở thành hiện thực. Mới, cải tiến, đột phá, dễ sử dụng, thân thuộc nhưng tốt hơn. Thật kỳ diệu khi một thay đổi nhỏ có thể biến đổi cách bạn xử lý công việc mỗi ngày. Xin giới thiệu một cách nhìn mới, dòng implant mới V3